Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bước Ngoặt Channel của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ ghi hình lại một góc của cái thành phố gọi là Saskatoon ở Saskatchewan. Thì gần đây mà các anh chị em cũng tìm hiểu nhiều về cái diện đi đầu tư, đi định cư đầu tư diện đầu tư ở Saskatchewan. Cho nên là mình cũng muốn ghé tới cái thành phố này trên cái hành trình đi tới Vancouver để các anh chị có thể tham khảo thêm. Nhưng trước khi bắt đầu chương trình thì các anh chị nhớ đừng quên nhấn nút subscribe kênh Bước Ngoặt Channel của mình để mà tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống tại thành phố Winnipeg, Manitoba nói riêng cũng như là cuộc sống tại Canada nói chung nhé. Thì trước mặt các bạn là một số hình ảnh về thành phố Saskatoon. Đây là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Saskatchewan. Và thành phố này thì nằm cách Winnipeg chừng tầm khoảng 10 tiếng lái xe. Theo mình so sánh giữa Winnipeg và Saskatoon thì thành phố này có vẻ như là trẻ hơn, dân số trẻ hơn và thành phố mới hơn. Bởi vì là mình nhận thấy ở trong trung tâm thành phố thì có rất là nhiều những cái tòa nhà chung cư và cũng có những cái tòa nhà building mới được xây mới và trông khá là hiện đại. Và theo tìm hiểu sơ qua trên trang realtor.ca về giá cả nhà cửa tại cái khu downtown của Saskatoon thì mình thấy rằng là giá nhà apartment, tức là căn hộ ở cái khu downtown này khá là cao. Ví dụ có những căn nhà apartment trong một cái số những cái tòa nhà building thì nó lên tới cả triệu đô. Và mình cũng khá là ngạc nhiên cũng như là chưa lý giải nổi là tại sao thì ở Saskatoon trong cái downtown ấy lại nhà cửa lại khá là đắt đỏ, không giống như là Winnipeg. Ở Winnipeg thì ở khu downtown nhà cửa thì thường là cũ hơn và thường rẻ. Trong khi đó những người có điều kiện về kinh tế thì họ sẽ sống ở xa downtown. Thế còn ở Saskatoon thì có vẻ như ngược lại, các cái căn hộ ở trong downtown này thì lại khá là giá cao. Chứ mình cũng được biết một số anh chị thì cũng so sánh cái chương trình đi định cư Canada theo diện đầu tư tỉnh bang ấy, mục đích là mở business, thì mình cũng có tham khảo sơ qua và thấy là cái chương trình ở bên Saskatoon có vẻ như là dễ dàng hơn một chút, bởi vì là cái điều kiện về tiếng Anh không khắt khe. Nếu như mà theo mình biết thì chương trình đầu tư diện business, tức là diện mở doanh nghiệp ở Winnipeg bây giờ yêu cầu là tiếng Anh tối thiểu là phải là CLB 5. Thế nhưng mà ở Saskatchewan thì có vẻ thấp hơn. Thì đó cũng là một trong những lý do mà mọi người gần đây có vẻ như là thích xu hướng sang thành phố Regina của Saskatchewan hay là Saskatoon. Thì đây cũng là một số những cái thông tin để các anh chị mà đang có xu hướng muốn đi đầu tư tại Canada thì có thể tham khảo thêm. Trước khi mà chưa đặt chân tới Saskatoon thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái thành phố nhỏ thôi. Và thực tế thì thành phố này nó cũng chỉ tầm độ khoảng hơn 200.000 dân số. Tức là nếu mà so với dân số ở Winnipeg thì nó chỉ bằng chừng khoảng 1/3 thôi. Và nó cũng diện tích nó cũng nhỏ hơn. Tuy nhiên thì khi mà mình đặt chân tới đây thì mình thấy rằng là thành phố này cũng khá là xinh đẹp. Và với cái lượng dân số như vậy thì mình cũng định tìm hiểu thêm về các cái business, các cái doanh nghiệp của người Việt tại đây, nhưng mà cũng không có nhiều thời gian để mà đi tham quan. Thế cho nên là nếu như mà các anh chị đang nghiên cứu để định cư tại Saskatchewan thì có thể là
tìm hiểu qua cái clip này thì qua một số những cái hình ảnh mà mình cung cấp thì có thể có thêm thông tin cũng như là có hình dung thêm về cái thành phố nhỏ nhỏ này. Và nếu như mà có điều kiện thì mình cũng sẽ tới thành phố Regina của Saskatchewan để các anh chị và các bạn nhớ đón xem trong những clip tiếp theo. Thế còn bây giờ thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi clip này, cũng như là chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.